Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người một căn nhà single house ở thành phố West Covina, giá đang đòi hỏi là 948.000 cho 3 ngủ 2 tắm. Diện tích bên trong là tới hơn 2.300 square feet, còn đất là tới 9.400 square feet nè. Đấy. Nhà này hay rộng rãi là phía trước căn nhà nè. Nhà mà xây về nhìn về hướng nam. Sống khu này yên tĩnh. Nằm phía trên nọt của freeway 10 gần cái đường gần đường Suicide với đường Holland Park. Okay. Đây phía trước căn nhà này. Nhà này foundation. Driveway là đậu cho trên driveway này đậu 6-7 chiếc xe thoải mái luôn. Foundation luôn ha. Có solar rồi luôn. Nhà foundation. 3 ngủ 2 tắm cho 2.300 square feet cho nên phòng nó cũng rất là rộng. Còn nếu như mà mình muốn mà có thêm phòng nữa, cần thêm phòng rồi đó, thì mình vẫn có không gian để mà mình cải tạo lại. đường ống nước nè, được không? Soft and water system có hết luôn rồi. Hai xe gara nó detached trong căn nhà. Có hai cái lối vào luôn ha. Block wall có hết. Central air rồi. Nhà này đẹp cái nhất đó là cái phòng khách á, dining room rồi kitchen thì nó built-in appliance có hết luôn rồi. Refrigerator cũng built-in gọn bự. Roof á thì nhìn vẫn còn sạch sẽ nè, không? Open patio các bạn nhìn nào. Rất là ấm cúng. Thật sự nhà này vô đây không cần phải sửa gì đâu. Nhưng mà nhà mình có không gian để sinh hoạt gia đình nữa. Chỗ này mà khi mà mình lướt vào cửa chính mấy bên tay trái của mình á là sẽ có một phòng family room nè. Phòng này mình có thể là một phòng ngủ cũng được nè, bự lắm. Nhìn thẳng ra là sao luôn ha. Kitchen, family room, dining room có hết luôn. Nhà này rất là relax luôn. Ba ngủ hai tắm hơn 2.300 square feet mà nhà trệt nữa ở thành phố West Covina. Miếng đất là tới là 9.400 square feet luôn. Phòng nào cũng gồng gồng hết chứ. Ngạc nói là nhà này là không có master thôi chứ mọi thứ là ok hết luôn. Nhà này phong cách sang trọng. Ba ngủ hai tắm
đơn giản vậy không, nhưng mà cũng có thể làm tới 4 ngủ hay 5 ngủ cũng được. Tại vì cái này á, phòng này á, là fire playroom nè. Nếu mà mình cần phải shower room nữa thì mình có lại làm phòng này, cộng thêm một cái phòng mà vừa mình vừa bước vào từ cửa chính á, là bên tay trái á, thêm một phòng bự nữa đó. Còn này á, là kitchen. Countertop built-in đều có hết luôn ha, built-in appliance ha, cái refrigerator bự nữa không. Former dining room cũng có luôn. Top này. Nhà này ăn tiền á, là cái dining room này với phòng khách nè, family room nè. Okay. Gaga thì nó nằm ở bên tay trái của căn nhà, nó không có dính vào ha, cho nên mình phải thông qua hai cửa này. Fireplace cũng đây, cũng có thêm cái nữa nè. Nhìn ceiling có pha, có beam luôn luôn không. Slide door đi ra là sao bác da luôn. Ở đây phía trước căn nhà nè, diện tích căn nhà là 3 ngủ 2 tắm cho 2.300 square feet, living square feet nó rất là rộng không. Còn diện tích miếng đất đó là hơn 9.400 square feet, giá đang đòi hỏi là chỉ có là 948.000. Cái lý do mà người bán á, họ bán á, là tại vì họ muốn dọn đi tiểu bang khác thôi chứ không có gì hết. Thì nếu như mà cô chú anh chị và bạn có câu hỏi thắc mắc gì á, có thể liên lạc với số điện thoại là 626-297-7474. Nhà này nằm trên cái khu vực á, là ở thành phố á, là Westcovina, gần dãy đường Holland Park với Azusa đó, ra vào freeway rất là thuận tiện luôn nha. Mình xin chào và tạm biệt, bye bye.